Xin chào anh em nha. Thì hôm nay mình xin trình bày về cái vật tư dành cho hệ thống tưới của Thanh Long Trồng Giàn. Thì mình xin giới thiệu là cái Thanh Long nó trồng giàn là như thế này. Hơi to rồi ha. Trồng giàn là nó khoảng cách như thế này, khoảng 2 mét là một chậu. Mình sẽ vẽ một cái đường thẳng. Cứ hai trụ như vậy là trồng ở giữa ha. Tương tự như vậy thì cái hàng cách hàng là 3 mét 3, từ đây tới đây nè, từ từ đây tới đây ha, hàng cách hàng là 3 mét 3. Thì ở giữa này là các cái xe cơ giới có thể đi được, và sẽ trồng các cái hom ở đây nè. Các cái hom ở đây. Trồng các cái hom dọc theo hai cái đường này nè. Thì trồng bao nhiêu thì tùy ha. Mình chỉ nói về hệ thống tưới, thì hệ thống tưới đối với cái trồng giàn này là mình sẽ đi một cái đường thẳng, đường ống 16 dọc theo cái hàng trụ này nè. Đấy, mình sẽ đi dọc theo như vậy. Và cái béc nó sẽ gắn ở đây để cho các bạn xem cho rõ luôn ha. Thì ở đây mình có cái có anh em của mình làm cái hệ thống tưới cho Thanh Long Trồng Giàn ha. Đây, vào trong cái ảnh ha. Đây, mình vào đây mình coi cho nó nhanh. Thì đây đâu mất rồi. Các bạn vào trong này coi thì có video của hệ thống tưới trồng giàn. Đây, ở đây nha các bạn. Đây, nó full này. Mình cũng lưu hình ảnh xuống luôn. Đây. Đây. Đấy, thì nó sẽ đi dọc như thế này nha các bạn. Đấy. Thì cái này là có bù áp, thì mình có thể là sẽ không sử dụng bù áp cũng được. Thì
Thì còn một tấm ảnh nữa ha, video coi nó full như thế nào. Đây đây hình ảnh là lắp ráp ha. Còn đây là video full này. Để bật cái HD lên. Không bật được. Nó full này nha các bạn. Thì cái số lượng bét là tùy thuộc vào mỗi người lựa chọn ha. Đây này, nó phun ướt hết rồi này. Đấy thì mình xin quay lại. Thì ở đây là có các cái bét nằm ở đây ha. Thì bây giờ mình sẽ tính chi phí cho thanh long trồng trụ là bao nhiêu ha, bao nhiêu tiền cho một hecta. Thì mình mới vẽ ra là một hecta là vuông vức là như thế này, là có khoảng 28 hàng nha các bạn, 28 hàng như thế này, khoảng cách 3,3 m đấy. Thực ra là hơn 28 hàng, 30 hàng, nhưng mà do là trừ đường đi nữa cho nên là nó sẽ còn lại là 28 hàng thôi. 28 hàng như thế này đấy. Đó. Cứ như vậy ha. Mình vẽ tượng trưng thôi nha. Nó không có. Nó ở đây mình vẽ sẽ không đủ 28 hàng, nhưng mà mình cứ tưởng tượng như là nó là 28 hàng nha các bạn. Đây. Đây là có 28 hàng. 30 hàng đi cũng được. 30 nhân cho 3,3 m là 100 m ha. Chiều này là dài 100 m. Được chưa? Như vậy thì cứ mỗi hàng như vậy là chúng ta là trồng khoảng cách này là 2 m. 2 m ha. Đây. Hàng giữa hàng trụ với trụ là 2 mét đây. Đây cũng 2 mét ha. Đấy. Cứ 2 mét 2 mét đều như vậy. Thì mỗi mỗi cái giữa hai trụ này mình sẽ tính dự định là làm 2 bét ha. Ở đây một bét này. Ở đây một bét ha. Ở đây một bát, đèn bát và cắm trên cái hàng ống giống như vậy. Thì mình có một cái sản phẩm là cái nối này nè, rất là tiện cho việc là cho thanh long trồng vàng. Đây cái nối này nè, để có thể là lâu lâu mình có thể xoay cái ống được, chỉnh lại cho nó thẳng đứng ha. Và bây giờ thì mình sẽ tính là chi phí là cái này là bao nhiêu ha. Ở đây là dài 100 mét này, dài 100 mét mà cứ 2 mét thì có một bét tương tự tương ứng với lại 1 mét là một bét. Như vậy là 8
100 mét thì nó sẽ có 100 bec, mà 30 đường thì nó sẽ có 3.000 bec ha. Cái việc đầu tiên của mình á, là sẽ là 3.000 bec. Mình có cái các bạn vào trong cái menu này ha, thì mình soạn sẵn một cái số sản phẩm cho cho ấy rồi, cho từng cái loại rồi ha. Xin lỗi, cái này nó dài quá, cái mình đưa cái này. Đây mình bấm vào đây. Thì nó sẽ bao gồm những cái sản phẩm như thế này. Nó có sẵn cho mình rồi. Thì cứ thế là mình chọn tất cả những cái sản phẩm này. Đầu tiên đi từ trên xuống dưới ha. Là nếu mà chúng ta có sử dụng lưu lượng. Ok ha. Đây mình lại gắn cái bộ trung tâm vào. Đây mình chọn cái này đi. Ví dụ vậy, mình sẽ chọn cái này và lật ngược lại. Đây. Mở nhỏ nhỏ thôi con ơi. Mở nhỏ nhỏ để ba làm việc. Đây thì mình cho cái đường ống đi vào đây. Đây đường ống vào đây. Và đường ống này là mình sẽ chia đôi ra như thế này. Cái này thì tùy thuộc vào cái khả năng cho phép của đường ống ha. Cái này thì mình sẽ tư vấn cho các bạn sau. Đấy. Và cái phần này là mình sẽ cắt nó ra, mình sẽ ngắt ở đây nè, cho nó đi ngược hai đầu lại. Đấy. Nó đi từ đây qua đây, từ đây qua đây ha. Ngược lại như vậy. Đây là cái sơ đồ của nó, là sơ đồ trạm trung tâm, cứ lên máy bơm qua lưu lượng kế và qua đồng hồ, qua lọc và đi vào hệ thống tưới ha. Chúng ta sẽ bắt đầu là đầu tiên là chúng ta sẽ đặt cái lưu lượng kế. Lưu lượng kế thì ở đây là mình chọn loại 40 khối. Các bạn cứ chuột phải xong rồi bấm đặt mua ha. Bấm đặt mua xong rồi thì mình cứ cho nó vào giỏ hàng. Trước khi vậy đúng ra là chúng ta phải xóa hết những cái cũ trước đi ha. Này, xóa những cái cũ đi. Đây, chúng ta bấm đặt mua ha. Thì nó sẽ có một cái đây. Từ từ phải qua trái ha. Lưu lượng kế, cái chấm phân này các bạn tự làm nha các bạn. Đây, thường là nước hồ lên là chúng ta sử dụng chấm phân như thế này. Rồi qua cái đồng hồ, ở đây có hai cái đồng hồ ha, một cái đồng hồ ở đây, một cái đồng hồ ở đây này, và một cái đồng hồ ở đây. Đây đi đó, ví dụ vậy. Thì mình có hai cái đồng hồ ở đây á, là mình soạn sẵn cái sản phẩm ở đây rồi. Đây, có đồng hồ đây luôn, mình bấm chuột phải đặt mua. Nếu các bạn ở trong điện thoại thì các bạn cũng có thể vào trong cái mục này ha, và chọn cây thanh long và chúng ta bấm vào luôn. Bấm vào rồi chúng ta cứ bấm đặt mua ha. Đây, mình chọn hai cái, bấm đặt mua. Rồi. Thì nó có hai cái đồng hồ. Tiếp theo cái đồng hồ là tới cái đường ống PVC. Đường ống PVC dài hay ngắn thì tùy theo thôi. PVC 60. Đây. Thì ở đây là mình đặt là khoảng 250 m. Ha. 250 m. Cái này là các bạn mua tại địa phương, riêng cái số tiền này. Rồi sau đó là chúng ta đến cái bộ lọc ha. Bộ lọc thì nếu mà 1 hectare thì chúng ta có thể chọn mua 3 bộ.
3 bộ ha. Và tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ đi vào đường ống PVC Havan cổ ha. Vào đây thì từng cái chỗ này, vị trí này là phải có cái khởi thủy. Khởi thủy thì mình cũng đã soạn sẵn cho các bạn đây rồi. Đây, khởi thủy. Cứ đi từ trên xuống dưới thì khởi thủy là phải có cái cao su trước nè. Chúng ta cứ bấm vào và chúng ta bấm đặt mua thì nó sẽ xuất hiện. Sau đó chúng ta quay về giỏ hàng ha. Thì cái số lượng khởi thủy này là nó sẽ bằng cái số hàng. Ở đây là 30 hàng nhân cho 4 ha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Thì 30 mà nhân cho 4 là 120 ha. 120 cái. Tương tự như vậy thì cái khởi thủy thì mình nên sẽ chọn là ống 16 và khởi thủy 16 ha. Đây. Các bạn bấm chuột phải và mua hàng. Cái cao su là nó nằm ở đây. Cao su nó nằm ở đây. Mình nối vào 120 cái. Tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ lấy ống 16 ha. Ống 16 thì chúng ta lấy làm chiều dài là 3.000 mét thì cũng tương ứng với lại 3.000 mét luôn. Đây thì mình quay lại cho các bạn xem nè. Ở đây 30 hàng mà ở đây mỗi hàng là dài 100 mét thì nó là 3.000 mét ha. Đơn giản mà. Chúng ta có cái số tiền này. Đấy, cái đường ống này. Rồi 3.000 mét này thì cần có cái nối đây, cái nối này nè. Cái nối này thì mình đặt nhiều tí xíu. Mình đặt nó khoảng cứ một cuộn 300 mét ấy, thì nó phải có một cái nối. Mà ở đây 3.000 mét thì nó sẽ có 10 cái, mình sẽ đặt khoảng tầm 30 cái. Rồi sau khi có cái nối rồi thì chúng ta sẽ có cái khóa chặn ống ở cuối đường ống. Đây ống 16 đây. Chúng ta đặt mua cái này. Đấy. Thì ở cuối mỗi đường ống ở đây á, là đều có để mà mai mốt mình xả nước ha, xả cặn ha. Đấy. Xả cặn ở đây để ở cuối đường ống. Thì số lượng của nó là bằng với lại cái khởi thủy luôn. Đấy. Bằng với số lượng khởi thủy. Rồi xong rồi, bây giờ mình tới cái bét nữa là xong ha. Thì cái bét là chúng ta cần cái bét loại này hoặc là đuôi này với lại cái tim ha. Đuôi này với cái tim. Tim bét chống côn trùng. Đây mình đặt cái tim này đây, cái bét này đi. Thì cái này cộng với cái này là mới có 2.400 à. Là mình sẽ xài cái loại này. Cắm quay lên quay xuống thì tùy các bạn. Thì số lượng này là tới 3.000 cái lần. Đây 3.000 cái nha. Rồi tương tự như vậy là chúng ta đặt mua thêm cái này. Đây cũng 3.000 cái ha. Như vậy là chúng ta kết thúc cái bét dành cho chi phí dành cho 1 hecta thanh long trồng dàn ha. Đấy, gồm những thứ này. Rồi, đầy đủ ha. Thì nó chỉ là đơn giản như vậy thôi nha các bạn. Rồi ok, đã xong rồi thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
các bạn có thể là liên lạc với mình qua Zalo 0964011100 hoặc là Facebook cũng vậy, hay là đăng ký kênh YouTube để xem nhiều video hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.